kênh YouTube Đi Cao Đô Minh Số. Hôm nay Hà Nội này thì là một ngày đẹp trời, bên em có rất là nhiều đơn hàng. Đây em đang quay đơn hàng cho anh Nguyễn Văn Tuyến. Anh có số điện thoại là 098 và bốn số cuối là 6786, số anh cũng rất là đẹp. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube Đi Cao Audio Minh Số thì anh có đặt bên em một cái lọc xì Pioneer. Pioneer mã là EQ799. Mã EQ799. Vâng đây ạ. Vâng, thì bên em có tặng anh dây jack kết nối xuống âm ly. Anh nói thì anh có âm ly rồi thì bên em có tặng dây jack kết nối nhá. Thì trước tiên em thay mặt công ty Zika Audio Minh Số thì cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên Zika. Vâng, thì đây là cái lọc xì Pioneer EQ799 của anh ạ. Bên em lấy ra để kiểm tra, test rất là kỹ, chất âm ổn định thì bên em mới gửi cho anh nhá. Đây là cái hộp của anh đây này. Cái hộp của anh bên em vừa bỏ ra đấy ạ. Loát mốt này, ni lông này vẫn còn nguyên đây, hàng vẫn còn thơm mùi nhà máy. Ở đây là bên em đang kết nối với vang và đẩy thì âm ly kết nối được anh nhé. Đây là bên em đang chỉnh các cái cần rất là hoàn chỉnh đấy ạ. Đây về anh cứ chỉnh theo cái dàn này của bên em chỉnh là hay nhất. Đây là theo kinh nghiệm bên em đã chỉnh được bao nhiêu năm nay thì đã làm cái cố định rồi. Đây anh chỉnh từ giải 20Hz này đến 800Hz là anh cho thấp xuống dần, thấp xuống dần. Nói chung là cái hình cánh chim én đấy ạ. Đấy, bay rất là đẹp. Cái giải ở giữa từ 800Hz đến khoảng 3kHz thì anh để cân bằng nhé, để ở giữa luôn. Đây là giải trung. Còn đâu từ 3kHz trở lên đến 20kHz nữa là giải chép. Thì anh lưng lên một tí nghe cho tiếng nó sáng. Còn cái giải bên 20Hz này đến 600Hz là giải bass, giải thấp ấy, thì anh nâng lên để cho nó sâu. Thì hai bên anh chỉnh đều như một nhá, để nghe cho cái loa nó cân bằng. Thế là bên em đang đấu lọc đi qua EQ đấy ạ. Đây có cái dàn đèn nháy rất là đẹp. Đấy, nó lên theo điệu nhạc đấy ạ. Thì em tắt EQ nhá. Đấy em tắt đi ạ. Thì nghe cái chất nhạc rất là bí, không được sáng, không được tách bạch, không được sâu, nghe rất là khó chịu. Thì vì thế mà chúng ta nên hỗ trợ thêm một cái lọc xì để hỗ trợ cái giải âm cho dàn karaoke gia đình của chúng ta nó được đủ giải. Thì em lại bật EQ lên này. Đấy, rất là hay. Chỉ cần cải thiện một chút thôi là chúng ta đã có một dàn âm thanh nghe rất là ổn rồi ạ. Thì đây là cái tín hiệu đầu vào input này. Em hướng dẫn anh như đây là input này. Đây là tín hiệu đầu vào. Có hai ở đằng sau này là có hai cái cổng tín hiệu đầu vào thì anh gắn input này. Thì anh chọn lựa khi nào nó kêu thì là đúng tín hiệu của nó rồi ạ. Còn đây là cái nút tắt mở, chắc là anh biết rồi đây. Đây là EQ này. Đấy, anh cứ tắt đi hoặc là vào bật lên để anh cho sánh. Khi nào mà nhạc âm hay nhất thì là EQ đã cho đi qua. Làm tắt đi là tín hiệu đi thẳng nhé, nó không đi qua cái lọc này đâu. Đây là cái phím này, EQ này này, là để mình so sánh mình giữa có EQ và không có EQ. Em bật lên nhá. Đấy, chất âm rất là hay. Nó khác biệt luôn. Nó tách bạch luôn. Nó không như chúng ta dùng âm ly không. Đây bên em có tặng anh hai cái túi đựng DAV này để anh về kết nối nhá. Rồi em quay đằng sau để hướng dẫn anh ạ. Đây anh Tuyền nhá. Phía sau này đây là cái cổng vào này. Input này. Cái chữ input này. Đấy, thì anh cắm dây tín hiệu từ máy tính này hoặc là từ đầu VCD này hoặc từ TV thế hệ mới này. Thì anh cắm vào cổng input này. Có hai cổng AUX và DVD. Thế anh cắm cổng nào cũng được. Đó, thế anh cắm vào cổng một cổng nào đó nhé. Sau anh ra sang đây anh chọn input này. Input anh ấn này. Đây là không đúng này. Đúng này, nó cho lên tín hiệu nhạc nhé. Còn đây là cái tín hiệu đầu ra này, output này, đây này. Output này. Thì anh đưa xuống âm ly nhé. Âm ly có chữ input ấy, thì anh cắm cái dây này vào. Cắm dây phía bên nhìn từ đằng sau cái lọc xì này là bên phải ngoài cùng. Output này. Đấy, đây. Để anh đưa xuống âm ly. Đây là em đang đưa xuống vang đấy ạ. Giống âm ly thôi, thì anh đưa xuống cái cổng input của âm ly. Thế là cái tín hiệu nó đã có một vòng tròn để hoạt động rồi ạ. Đấy, rất là dễ, rất là đơn giản, nó không khó đâu ạ. Thì em quay lằng trước đấy ạ. Đây là đặc biệt, đây là hàng nhập nhà máy của bên em nhé. Nhập nhà máy Trung Quốc loại 1 luôn. Để đảm bảo chất lượng tung ra thị trường cho các bác sử dụng. Không phải lo lắng về hàng rẻ, hàng trôi nổi. Hiện tại cái lọc thì EQ Pioneer EQ799 này của anh hoạt động rất tốt nhé. Thì sau đây bên em sẽ xin phép tháo ra và bên em đóng vào hộp cẩn thận cho anh nhé.
nhìn tao có các cái đèn nháy rất là đẹp. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Tuyến và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Con xin chào và hẹn gặp lại vào các clip sau. Vâng, đây anh nhé, sau khi bên em đã kiểm tra bọc lót rất là cẩn thận thì đây là cái thông tin địa chỉ của anh đẹp rất là đầy đủ. Thì bên em cũng mong anh nhận được hàng sớm bên em để anh trải nghiệm nhé. Nhiều hàng, anh muốn chọn lựa cái gì thì anh cứ nhắn tin cho bên Cao luôn, bên số.